Quý vị và các bạn thân mến, rét đậm, nhiều người khốn khổ vì da bị sưng tấy, thô ráp, nứt nẻ, nhất là những làn da nhạy cảm, viêm da cơ địa, chàm. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Vấn đề này sẽ được bác sĩ Trần Văn Thảo, trưởng khoa da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ trong chương trình phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thảo đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước khi bước vào phần trao đổi, xin mời bác sĩ cùng quý vị khán giả cùng theo dõi một video ngắn chúng tôi vừa thực hiện. Tình trạng da khô nứt nẻ luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người khi mùa đông đến. Không khí khô lạnh có thể khiến da bị ngứa, nổi mẩn đỏ và kích ứng. Điều này không những gây khó chịu mà còn mất thẩm mỹ. Tại khoa da liễu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, những ngày rét đậm vừa qua đã có rất nhiều bệnh nhân đến khám da với các triệu chứng như da bị thô ráp, ngứa, thậm chí nứt sâu có thể gây chảy máu. Theo các bác sĩ cho biết, ai cũng có thể gặp tình trạng da khô nứt nẻ trong mùa lạnh, song thường thấy nhiều hơn ở những người có tiền sử viêm da cơ địa, chàm, dị ứng da. Nhóm này cần điều trị dứt điểm để hạn chế phát ban tái phát vào mùa đông. Vâng, quay trở lại phần trao đổi. Trước hết thì xin bác sĩ cho biết vì sao trong mùa lạnh và đặc biệt là những ngày thời tiết rét đậm, rét hại thì da dẻ chúng ta lại gặp phải tình trạng khô và nứt nẻ ạ? Da là một cái cơ quan lớn nhất cơ thể. Nó bao bọc toàn bộ cơ thể. Nó ngăn chặn, bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố bên ngoài xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Và đồng thời da cũng là cái nơi để trao đổi chất, cái lượng nước mà mất qua da, bốc hơi qua da hàng ngày rất lớn. Vì vậy khi mà thời tiết lạnh, độ ẩm thấp thì nó sẽ dẫn tới tình trạng khô da, gây ra là cái hiện tượng nứt nẻ, đứt gãy da và viêm da. Vâng, xin bác sĩ cho biết những thói quen nào dẫn tới tình trạng da khô? Có một cái số cái thói quen có thể là do vô tình hoặc là do cái thiếu hiểu biết hoặc là do cái tình trạng bệnh lý thì dẫn tới là cái tình trạng làm tăng cái mất nước qua da. Đấy thì có một số thói quen thường gặp, ví dụ như là chọn cái sữa rửa mặt có độ pH quá cao, khi đó thì nó sẽ không phù hợp với cái sinh lý của da. Cái thứ hai là sẽ dùng những cái sản phẩm có tính chất tẩy rửa quá mạnh, dẫn tới là mất các chất bảo vệ tự nhiên trên da, từ đó là sẽ ngăn không còn cái da không còn cái sức để ngăn cản cái nước ở trong da bốc hơi qua da nữa. Một số người có thói quen là hay tắm nước quá nóng về mùa đông thì dẫn tới là tan chảy các chất bảo vệ trên da và nó sẽ mất đi cái khả năng giữ nước của da, dẫn đến da càng khô hơn. Một cái vấn đề nữa là tắm quá nhiều hoặc lau rửa quá nhiều. Ví dụ như một số trẻ sơ sinh ấy ăn bột xong, cứ ăn xong thì các bà mẹ hay lấy khăn ướt để lau luôn, thì cái hành động vô tình là liên tục chúng ta rửa trôi những chất bảo vệ da và dẫn đến da mất cái yếu tố bảo vệ và gây ra khô da nhiều hơn. Vâng, vậy khi mà bị tình trạng khô da nứt nẻ thì người bệnh cần xử trí và chăm sóc da như thế nào để khắc phục được tình trạng này ạ? Với những trường hợp mà khô da do cái thời tiết khô hanh đấy, thì ngoài những cái thói quen mà tôi đã nói lúc trước ấy, thì chúng ta cũng cần kết hợp một số cái sản phẩm để chăm sóc da. Chúng tôi cũng có phân loại ra làm 3 nhóm sản phẩm để chăm sóc da. Thứ nhất là một nhóm sản phẩm dưỡng da và làm mềm da. Thì những sản phẩm này thì nó có chứa những cái chất tương tự như là thành phần tự nhiên trên da và nó có tác dụng làm mềm da và bao bọc da, dẫn tới là da sẽ hạn chế được cái tình trạng mất nước qua da. Thứ hai nữa là những cái sản phẩm dưỡng da dạng hút ẩm, chủ yếu là các dạng axit có thể là có khả năng hút nước và ngậm nước. Sản phẩm này thì cũng sử dụng rất chi là tốt, nhưng mà nó sẽ có một số cái nhược điểm là khi cái nhiệt độ thấp quá mà chúng ta dùng thì có thể nó sẽ hút nước từ lớp sâu của da ra nên lớp bề mặt, dẫn tới tình trạng là da mất nước, thì cũng có những cái sử dụng là nó khó khăn hơn trong cách sử dụng. Cái nhóm sản phẩm thứ ba mà đa phần dân da chúng ta đã dùng từ trước đến nay và cũng giá thành phù hợp là những cái sản phẩm dạng khóa ẩm
Ví dụ như là các sản phẩm có chiết xuất từ dầu, thế như là vaseline chẳng hạn. Thế thì nó khi dùng ấy thì nó sẽ tạo ra một cái màng kỵ nước và nó ngăn chặn cái sự bốc hơi qua da và từ đó giữ được cái độ ẩm trong da. Xin được cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thảo với những chia sẻ vô cùng hữu ích dành cho chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Uống nhiều nước, uống ít nhất 2,5 lít nước mỗi ngày. Uống đủ nước không chỉ giúp da mịn màng hơn mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng trong mùa đông lạnh giá. Nên ăn nhiều rau xanh và hoa quả để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Không nên tắm rửa mặt nước quá nóng khiến tình trạng da bị khô ráp trở nên tồi tệ hơn. Chỉ nên dùng nước ấm để vệ sinh cơ thể hàng ngày. Hạn chế dùng mỹ phẩm chứa cồn, chất tạo bọt nhiều. Cần đặc biệt quan tâm và dưỡng ẩm da hàng ngày, tốt nhất là sau khi tắm. Tẩy tế bào chết thường xuyên là điều cần thiết để có được một làn da mịn màng. Lựa chọn các loại vải không gây hại, thân thiện với làn da, luôn ưu tiên lựa chọn các chất liệu tự nhiên, thoải mái, rộng rãi. Lưu ý khi giặt đồ nên lựa chọn các loại nước giặt, nước xả vải dành cho da nhạy cảm. Không nên ngồi gần lò sưởi hoặc nguồn nhiệt khác vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khô da. Cần thêm độ ẩm cho không khí bằng cách sử dụng máy tạo độ ẩm, đặc biệt nếu sử dụng điều hòa không khí hoặc lò sưởi trong nhà. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với những biện pháp mà bác sĩ Thảo vừa cung cấp sẽ giúp quý vị và các bạn cải thiện tốt tình trạng da khô nứt nẻ vào mùa lạnh và có được làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống. Đến đây thì mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.